Còn cái bùm thiền nè, dành cho phụ nữ đâu xài con, nhẹ nhàng luôn, nữ sách nhẹ nhàng, dở lên dở xuống nhẹ nhàng luôn nè, thấy không? Nhẹ nhàng luôn, thấy không? Là phụ em phụ nữ đâu xài là vô tư luôn, có 8-9 kg rồi con, rồi có 8-9 kg à, rất nhẹ nhàng nha. Thiền bơm nước 2 thì 4 thì đầy đủ nha, là 35 luôn nè, 1 ngửa 6 nè. Rồi con cứ dục xuống nước để động nó bơm lên rồi con, khỏi cần ngồi gì đó, động mà kéo dài rồi nó kéo dài vậy thôi là bình thường, để động nước nó bơm lên không cần phải mồi. Thiền bơm nước mini dành cho tất cả phụ em phụ nữ lớn tuổi nhỏ tuổi được nha, cứ dục xuống nước là nổi lên thôi, không sợ lặt nha mà con, tại vì nó đã chế rồi không sợ lặt qua lặt lại đâu, không sợ luôn, con nghiêng đi không bao giờ lặt, bao lặt luôn, khỏi sợ nó ngã. Nhắc dễ cứ con giật xuống nước là giật thôi, nhưng mà con giật xuống nước rồi á, bà con phải lên ga từ từ nha, chứ không được lên ga xuống để nước nha, phải để xuống nước đồng hoàng và lên ga từ từ, khoảng 5 giây sau nước bùng lên, đừng lên ga xong để nước nha, phải lên ga phải để xuống nước xong lên ga từ từ vậy nè. Đây là thiền nước bơm nước mini 4 thì, nghĩa là xăng riêng nhất kiên nhất đây xăng đây. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Ủa thiền đâu ta, thiền bơm đâu, đây thiền bơm đây. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707, 4 thì 2 thì đầy đủ. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Thiền bơm nước mini ngắt tiện mà con ơi, cứ nhỏ là xài thôi.